Hello quý anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài trong cờ tướng rất là thông dụng. Hôm bữa chúng ta đã học về học sơ về cách đi sao mà dùng uyên ương pháo để chống lại pháo đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học về một cái bài cực kỳ thông dụng, rất hiệu nghiệm trong chống pháo đầu là bình phong mã. Bình phong mã là một cái thế trận khai cuộc trong cờ tướng. Thường thường á thì khi một trong hai người á, chơi hai con mã lên á, thì người ta gọi là bình phong mã đứng dưới hai con trốn á, thì hình thành một hệ thống vững chắc khi có hai con mã bảo vệ tốt đầu và sĩ tượng có thể tiến lên bước nào để thủ. Ngoài ra tuy rằng á bình phong mã thì thường sử dụng cho bên có thể thường tuy rằng bình phong mã thì có thể sẽ sử dụng trên hai bên, nhưng mà ở đây á, thường thường ở bình phong mã thì thường 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 á thì họ chúng ta thường sử dụng cho bên đi trước. Ok, bây giờ có ba loại bình phong mã. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ nói về bình phong mã hiện đại. Ok, bây giờ chúng ta thử nhìn lên bàn cờ coi bình phong mã hiện đại nó đi sao. Thường thường á thì bên đỏ vô pháo đầu. Ok, thì chúng ta lên mã. Ok, chúng ta nói là bình phong mã hiện đại. Có ba loại bình phong mã thông dụng. Thứ nhất là bình phong mã hiện đại thì chúng ta lên mã. Ok, thì bên đỏ lên mã. Ok, thì chúng ta ra xe, thì bên đỏ cũng ra xe. Thì khi mà chúng ta lên con chốt mà gần con xe mà đi ra gọi là chốt 3, chốt 3, chúng ta lên chốt 3 đây đó. Ok, mà lên chốt 3 lên đó mà người ta ta lên con mã nữa thì cái thế trận này, này được gọi là bình phong mã hiện đại. Tức là con chốt, ok, con chốt mà phía bên con mã gần phía con xe thì nó lên nó thì gọi là bình phong mã hiện đại. Nếu mà chúng ta đánh số từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bên kia cũng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhưng mà chiều ngược lại, thì từ bên phải chiều vị trí con xe đứng là số 1, vị trí con mã đứng là số 2, vị trí con tượng là số 3. Nếu mà con chốt đứng đây gọi là chốt 3. 4, 5, 6, 7. Con chốt đứng đây gọi là chốt 7. Nếu mà con chốt 3 bước đi lên, con chốt này đi lên đó thì chúng ta gọi là bình phong mã hiện đại. Thì tới tới đây thì chúng ta hình thành được thế cờ là bình phong mã hiện đại. Ok. Sau bây giờ cái đó là cách thông dụng đi. Thì đi cái này nó cờ cái ba ván cờ này rất là thông dụng để chống lại pháo đầu. Ok, xe có thể lên đây hay là lên đây hay là lên mã thì chúng ta vẫn lên con mã bên này như thường, thì nó có hai con mã. Cái thì con pháo này hỗ trợ con mã này, con pháo này hỗ trợ con mã này thì chúng ta có thể lên tượng hay gì đó thì tùy chúng ta. Ok, thì cái thứ bài học cái cách thông dụng thứ hai trong bộ bình phong mã hiện đại thì chúng ta có nhiều nước. Ví dụ như là bình pháo đổi xe, khi mà con xe đỏ họ nhấn xuống đây á, ok, thì con mã chúng ta có thể lên đây và con pháo ở đây. Thì bây giờ nếu mà con pháo chúng ta nếu mà con pháo chúng ta qua đây á, ok, con pháo chúng ta qua đây tức là bình pháo, bình là đi ngang, bình tiếng Hán là đi ngang, pháo qua đây á để đổi xe. Thì trong cái bình phong mã hiện đại nó có ba cái thế nhỏ, bốn cái thế nhỏ, tức là bình pháo đổi xe, chúng ta qua pháo đổi xe. Ok, thường thường nếu mà thường thường họ ăn thì đổi luôn nha, nếu họ ăn trong đây là đổi luôn, còn không thì họ chạy qua đây để ém con mã mình, thì lúc đó mình kéo con pháo xuống để ở đây có con pháo giữ mã không, lúc đó cái nước đi kế tiếp là pháo giữ mã. Thì những cái phần khai cuộc này rất là quan trọng. Còn không á, không nếu mà chúng ta không không đi cái
Công đi cái công đi cái bình pháo đổi xe thì chúng ta có thể đi chúng ta có thể đi cái con mã gọi là tả mã bàn hà. Ok, thì bây giờ để cho để coi lại bàn thì chúng ta thì tôi sẽ đi chỉnh lại. Ok thì họ vô pháo đầu đi Phong. Thì chúng ta lên con mã bên này. Họ lên con mã. Chúng ta lên chốt. Họ ra xe. Thì chúng ta ra xe. Họ lên xe đây, họ nhờ họ chấn đây Phong. Thì chúng ta lên mã. Thì nếu mà chúng ta không có ra pháo đây, gọi là bình pháo đổi xe, thì chúng ta có thể lên con mã lên như này. Thay vì ra pháo đây gọi là bình pháo đổi xe, thì bây giờ chúng ta lên con mã lên đây thì có cái này gọi là bình pháo đổi xe. Ok, cái này gọi là tả mã bàn hà. Tả là đánh, bàn hà là chuẩn bị đưa qua sông. Cái rạch biên giới này là gọi là sắp sửa qua sông nè, con sông ở đây. Ok, cái trong cái bình phong mã hiện đại thì cái thế đầu tiên là con pháo ra bên này, con mã ở vị trí này. Ok, nhưng mà con mã mà qua sông gọi là tả mã bàn hà. Ok, bây giờ cái bình phong mã, trong bình phong mã hiện đại thì cái bình phong mã thứ hai, cái bộng bình phong mã thứ ba, bình phong mã thứ ba là ok. Giờ họ vô pháo không, thì chúng ta cái này chơi vẫn trong bình phong mã hiện đại, tức là phải lên con mã bên này nha. Ok, rồi họ lên con mã này. Thì bây giờ chúng ta ra xe. Thì họ ra xe thì chúng ta lên chốt, đúng không? Phải lên chốt này mới gọi là bình phong mã hiện đại. Thí dụ họ họ nhấn con xe lên đây. Ok, mình lên con mã. Họ lên con mã hay là họ đi nước gì đó. Thì nếu nếu chúng ta không ra con pháo để đổi mã, hoặc là chúng ta không lên con mã lên phía này á, ra con pháo gọi là bình phong bình pháo, tức là bình là đi ngang á, bình pháo đổi mã. Hoặc là chúng ta có thể đi con mã lên đây, tức là tả mã bàn hà. Còn nếu không á, thì chúng ta lên con chốt lần này. Cái này là bình pháo lưỡng xà, tức là hai con chốt này giống như hai con rắn nha, nó đi lên nha. Ok, chúng ta có thể lên chốt lên đây, lên chốt lên đây. Ok, đó là cái cách khai triển thứ ba trong 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 bình phong mã. Ngoài ra thì chúng ta có thể có khi mà lên mã thì nếu mà chúng ta không có lên mã hoặc là bình pháo thì chúng ta có thể lên tượng. Thì nó vô pháo đây Phong, thì chúng ta phải lên mã để giữ Phong. Lúc nào cũng lên mã bên này nha. Thì con mã họ lên đây. Chúng ta có thể ra xe trước hoặc là lên chốt trước, tùy ra xe đây. Thì họ ra xe đây. Ta lên chốt đây. Ok. Họ lên xe đây. Ok, thì tới đây là bình phong mã hiện đại Phong. Thì bây giờ nếu chúng ta không ra pháo, chúng ta không lên mã, chúng ta không lên chốt, mà chúng ta có thể lên tượng. Ok, nếu mà chúng ta lên con tượng này á, ví dụ họ lên mã này, chúng ta lên con tượng này á, gọi là hữu tượng. Hữu là tức là bên phải, con tượng bên phải lên. Ok, thì gọi là bình phong mã hữu tượng, bình phong mã hiện đại hữu tượng. Ok, còn còn nếu mà chúng ta lên con mã bên trái gọi là bình phong mã tả tượng. Ok, ví dụ như chúng ta không lên con tượng này là chúng ta lên tượng bên này, thì nó gọi là bình phong mã tả tượng vậy thôi à.
Thì bây giờ thí dụ pháo vô lại không, thì pháo vô là phải lên mã mới giữ này chứ, không có lên con mã này nha. Cái lên con mã này trước nha, giữ con chốt, ok, giữ con chốt đầu này thấy không. Pháo này sẽ ăn, thường thường mà để pháo ăn chốt đầu là nguy hiểm lắm. Ok, rồi họ lên mã thì chúng ta ra xe hoặc chúng ta lên chốt, đi cái nào cũng được nha. Điện xe này rồi họ cũng ra lên chốt. Ok, tiền xe thí dụ họ nhấn lên đây thì chúng ta lên thêm con mã. Tới đây gọi là bình phong mã hiện đại phong. Thì hồi nãy chúng ta lên con tượng bên này phong, tức là tượng 3. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta lên con tượng bên này á thì nó gọi là hữu tượng, tả tượng chứ quên, nó gọi là tả tượng. Ok, thì trong bình phong hông mã hiện đại ấy, nó có thứ nhất là một là con pháo, thì chúng ta trở lại ha. Trước hết là chúng ta phải thành cái bình phong mã hiện đại chứ, tức là lên mã đây để giữ chốt này phong. Thì thường thường họ lên mã đây thì chúng ta có thể lên chốt để ém con mã, thì họ ra xe đây phong, chúng ta ra xe đây. Cái okay, họ con xe này họ có thể lên đây hoặc có thể lên đây, cái okay, hoặc là đi con khác cũng được nha. Lên đây thì chúng ta lên mã, lên thêm con mã, nên là khi mà có hai con mã đứng hai bên đó, dưới hai con chốt này á, mà con chốt này con chốt ở gần chỗ con xe, con chốt này gọi là chốt con chốt gần cửa xe mà chúng ta lên đó, thì gọi là thì lúc này chúng ta có bình phong mã hiện đại. Ok, còn nếu chúng ta không ra pháo, nếu chúng ta có bốn cách đi, chúng ta ra pháo để đổi xe, hoặc là chúng ta lên mã rồi chúng ta có thể lên chốt. Ok, hoặc là chúng ta lên lên con tượng bên phải hoặc lên con tượng bên trái. Ok, hoặc là chúng ta có thể lên xe đi. Ok, thì cái đó là gọi là bình phong mã hiện đại, thì có 5 năm cách khác nhau. Thì chúng các chị em nên nhớ là bình phong mã hiện đại là nó hình thành cái thế này, tức là con chốt với con mã, con xe của họ mà ra đây ấy, giữ thì con chốt ở bên chỗ con xe này nè phải tiến lên thì mới gọi là bình phong mã hiện đại được. Ok, thì trong bình phong mã thì ngoài ra bình phong mã hiện đại là cái lối đánh bình phong mã hiện đại á, thì thường thường là bên xanh á, để đối pháo pháo đầu của hai bên, của bên đi trước. Ok, thì con pháo đầu ở bên cánh nào thì bên đi sau sẽ tiến tốt ở cánh đó. Cái loại hình khai cuộc này không chỉ phòng thủ vững vàng mà sức tấn công của nó cũng rất là chắc chắn, nên được người chơi cờ sử dụng hàng đầu hiện nay rất ưa thích. Khi so sánh bình phong mã cổ điển với bình phong mã hiện đại thì bình phong mã hiện đại được các chuyên gia khai cuộc đánh giá là phản công tốt hơn bình phong mã cổ điển. Đó, thì bình phong mã hiện đại thường có nhiều biến, như là thí dụ như là bình pháo đổi xe, tả mã bàn hà là chạng mã lên, con pháo hữu tượng tả tượng, rồi hai con chốt tiến lên. Ok, gọi là bình pháo lưỡng xà, tức là lưỡng binh, tức là hai con chốt nó tiến lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái bình phong mã cổ điển. Ok, chúng ta sẽ qua bình phong mã cổ điển. Ok, thì bình phong mã cổ điển thì cũng giống y chang vậy thôi, nhưng mà chúng ta lại lên con chốt bên phía bên này. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên lên video để coi bình phong mã cổ điển. Ok, thì thay vì lên chốt bên này thì chúng ta lên con chốt bên này. Ok, thì bây giờ chúng ta trở lại cái khai cuộc tiếp. Ok, thì bây giờ chúng ta cái thường thường họ vô pháo đầu bên này, bên bên này á,
thì chúng ta lên con mã bên này phải không? Ok, thì họ lên con mã bên này thì cái nước kế tiếp là chúng ta ra xe thì họ ra xe. Ok, rồi cái nước kế tiếp là chúng ta không có lên con chốt bên này mà chúng ta lên con chốt bên này. Cái này gọi là bình phong mã cổ điển. Ok, thì khi chúng ta lên con mã như này, cái hình này gọi là bình phong mã cổ điển. Cho tức là lên, thay vì con lên con chốt gần bên chỗ con xe ra thì chúng ta lên con chốt bên này, cái này gọi là bình phong mã cổ điển. Ok, cái khai cuộc rất là quan trọng, tại vì nếu mà khai cuộc mở màn trong cờ tướng hay cờ quốc tế cũng vậy, nếu các bạn mở màn nó thoáng dễ đi thì chúng ta sẽ không có mất thời gian và không có bị áp đảo, không có bị áp đảo về cái vị trí thuận lợi, tức là cái địa thiên thà, gọi là cái địa lợi, cái địa hình thuận lợi để chúng ta mới tấn công được. Khi mà chúng ta dàn quân hai bên đánh nhau thì phải dàn quân đàng hoàng, thì mỗi người dàn quân thì lúc nào cũng phải có chiến lược chứ. Chứ nếu mà đi sắp vô đánh mà chúng ta mới suy nghĩ dàn quân đó thì thường thường nó có đồng hồ, chúng ta suy nghĩ gì thấy mất thời gian. Thì chúng ta nhớ cái bình phong, khi mà họ giơ pháo đầu thì chúng ta dùng cái bình phong mã này đối lại chơi lại với lại pháo đầu thì nó rất là thông dụng. Thì cái bình phong mã thứ hai là bình phong mã cổ điển là lên pháo, lên chốt, tức là bên chốt chốt bên con mã này. Ok, cái hình này là bình phong mã cổ điển này. Thì thay vì lên con chốt này gọi là bình phong mã hiện đại, lên con chốt này gọi là bình phong mã cổ điển. Ok, so nó cũng không có khó lắm không? Ok, thì bây giờ nếu mà họ lên mã thì chúng ta lên con chốt này nữa. Thì trong bình phong mã cổ điển giờ có hai con chốt này nữa, nó lên thì nó coi chúng ta cũng thể phát triển cái này là bình phong mã lưỡng đầu xà. See, có hai con chốt này giống hai con rắn. Ok, thì trong bình phong mã cổ điển hay bình phong mã hiện đại thì luôn hai con chốt này mình lên nữa, gọi là bình phong mã lưỡng đầu xà. Thì bây giờ chúng ta qua cái bình phong mã cuối cùng. Ok, okay, bây giờ họ cũng vô pháo phải không? Bây giờ mình lên mã để mình giữ chốt đầu chứ không? Thì họ lên mã thì họ lên mã phải không? Bây giờ họ ra xe, hay mình ra xe, họ cũng ra xe. Ok, thì bây giờ mình lên con pháo này. Mà mình lên con pháo này, ví dụ như họ lên chốt đây hay là họ lên mã đây. Ok, thì mình lên mã đây, vẽ thành bình phong mã chứ. Ok, rồi ví dụ họ lên chốt đây thì mình lên con pháo đây. Ok, thì cái này gọi là bình phong mã song pháo. Cái này gọi là bình phong mã bình phong mã song pháo qua hà. Ok, bình phong mã song pháo qua hà thì lúc đó họ thường thường họ sợ mất chốt này, họ lên chốt này luôn nha. Ok, thì thí dụ cái nước đi kế tiếp của bên bên xanh là chạy vô đây. Ok, chạy vô đây hay là lên con xe này tùy mình. Ok, hoặc là ok, nhưng mà tới cái hình như vậy hai con pháo này nó giao với nhau gọi là bình phong mã song pháo qua hà. Ok, nhưng mà hai con mã vẫn đứng vị trí này gọi là bình phong mã, còn hai con pháo này cái bên này là dòng sông chạy qua đây á thì gọi là bình phong pháo qua hà. Thì tùy theo chúng ta đi, chúng ta họ có thể lên chốt đầu. Ok, nếu chúng ta lên đây thì họ có thể lên chốt đầu, hoặc là họ có thể lên xe đỏ, hoặc là họ có thể lên mã bên này, hoặc họ có thể lên mã bên này, hoặc họ có thể lên sĩ bên này, hoặc là lên sĩ này, hoặc là có thể lên xe. Thì có 7 cách tất cả. Ok, ví dụ như chúng ta vô đây thì họ có thể lên chốt đầu rồi,
chốt đầu để tấn công vô giữa là cách thứ nhất, hoặc là có thể lên mã này. Cách thứ hai có thể lên mã này, là cách thứ ba có thể lên sĩ này, là cách thứ tư có thể lên sĩ này, là cách thứ năm. Rồi họ có thể lên chốt đầu, rồi xong họ lên con pháo lên này nữa là cách thứ sáu, hoặc là họ lên con xe này nữa là cách thứ bảy. Ok, so trong bình phong mã thì nó có bốn cái, là thứ nhất là bình phong mã hiện đại, rồi bình phong mã cổ điển, rồi bình phong mã trong bình phong mã hiện đại thì nó có trong bình phong mã hiện đại thì nó có cái hình chúng ta đang coi là bình phong mã sông Pháo Hoa Hà. Thì bây giờ chúng ta ôn lại ha. Thì bây giờ thì trong bình phong mã thì nó có bốn loại bình phong mã được sử dụng trong các ván cờ mà cờ tướng khi mà họ vô pháo đầu. Thứ nhất là bình phong mã hiện đại. Ok, thì bình phong mã hiện đại thì nó có, nếu mà chúng ta ra pháo á, thì để đổi xe thì nó là bình pháo đổi xe. Mà chúng ta lên con mã gọi là tỏa mã bàn hà, chúng ta lên tượng tượng mà gần con xe gọi là hữu tượng, chúng ta lên tượng mà xa con xe gọi là tả tượng. Ok, ngoài ra cái xong rồi cái cách thứ hai á, là bình phong mã cổ điển. Bình phong mã cổ điển thì nó giống y chang bình phong mã hiện đại, nhưng mà thay vì lên con chốt mà gần chỗ con mã thì chúng ta gần chỗ con xe ra thì chúng ta lên con chốt phía bên kia, phía bên con mã kia, phía con mã mà xa con xe. Hoặc là rồi cái lời thứ tư là nếu chúng ta có thể lên con chốt nữa, lên lên con chốt bên hai con chốt luôn, hai con chốt bên phải bên trái của đứng đầu của hai con mã gọi là bình phong mã lược đầu xa. Và nếu mà chúng ta chạy hai con pháo qua thì nó gọi là bình phong mã sông pháo hoa hà. Ok, so, như cái này là bình phong mã ha, sông pháo hoa hà. Ok, bình phong mã sông phá hoa nhà thì hai con chốt này không không có đi, không có đi. Ok, khi mà hai con chốt không có đi ấy, nó còn gọi là bình phong mã tròn, nghĩa là không con chốt không có đi ấy. Hai con chốt xanh của mình không có đi ấy, nhưng mà hai con pháo mình nó đi ấy, thì gọi là thì hai con pháo mình nó đi gọi là bình phong, tùy theo hai con chốt mà giữ lại gọi là bình phong mã tròn rồi, nhưng mà hai con pháo tùy theo cái vị trí mình đi, hai nếu mà hai con pháo mình lên nó gọi là bình phong mã, bình phong mã sông pháo hoa hà, hoa hà hóa hà hay hoa hà, mà cái giữa này nè, giữa nó là dòng sông. Ok, thì đánh cờ tướng hay đánh cờ quốc tế cũng vậy à. Thì cái cách khai cuộc nếu mà giỏi thì chúng ta lúc nào cũng cũng dễ thắng hơn và đi lẹ hơn. Ok, thì hôm nay tôi sẽ ngừng lại ngay chỗ cái bài bình cờ tướng bình phong mã. Ok, thì khi mà gặp quý anh chị em thì nó rất là đơn giản. Thì khi mà ai mà dùng pháo đầu thì chúng ta dùng bình phong mã để đối lại. Ok, thì có bốn loại bình phong mã. Thứ nhất là bình phong mã hiện đại là lên con chốt gần con xe. Ok, lên mã lên chốt gần xe, lên hai mã phải không? Rồi bình phong mã cổ điển là lên con chốt xa con xe, lên hai con chốt á, gọi là bình phong mã lưỡng đầu xà, lên hai con pháo á, hai con chốt mà không có đi mà hai lên hai con pháo gọi là bình phong mã sông pháo hóa hà. Ok, so bài học về bình phong mã thì đến đây là chấm dứt. Thì nếu mà quý anh chị em trong cái mùa dịch này đó thì stay safe, wash your hand, rửa tay và theo tuân theo cái bộ y tế của nước mình đang ở. Ok, và nếu mà có thời gian rảnh thì rảnh rỗi tập thể dục hoặc làm những điều gì thích hợp, ngồi thiền hoặc là học cái này cái kia, là viết cái này viết kia, học mà có cái thời gian này cũng là thời gian mà chúng ta sống cho chúng ta, thay vì mà công việc hàng ngày rồi mọi thứ hàng ngày nó làm chúng ta rất là mỏi mệt, thì đây là một cái thời gian để con người gần lại với nhau, trong gia đình gần lại với nhau. Tại vì nếu mà trong nhà, nhất là những người chúng ta đang ở ngoại quốc đó, thì ở nước phương Tây thì chúng ta đi làm hoặc lo công việc quần quật thì ít có khi nào mà gần với nhau.
Ok, thì hoặc là nhìn lại chính mình, hoặc là cho nó thời gian chậm lại thì chúng ta mới 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 mới, mới cảm thấy được cái sự việc xung quanh. Còn nếu mà cứ đi làm quần quật tối, chồng đi làm trở về buổi tối, rồi vợ sáng đi làm, rồi con đi học, rồi lo đủ thứ tiền bạc trên đời, thì đôi khi chúng ta không có thời gian mà nhìn thấy cái cuộc sống xung quanh. Ok, bài học về bình phong mã. Ok, bình phong mã trong cờ tướng dùng để đối trị lại pháo đầu á. Và thường thường chúng ta nói bình phong mã là chúng ta nói lên bi xa, đi lên đi sao, bên đi bên 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 đi trước, tức là bên đỏ, đỏ lúc nào cũng đi trước ấy. Thì đỏ đi bình phong mã cũng được, nhưng mà cái đó thì chúng ta không có cần nói nhiều nha. Thì chúng ta chỉ nói bình phong mã đi sao. Ok, cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi cái video trong cái mùa bệnh dịch coronavirus này, corona năm 2020 này, và hy vọng là quý anh chị em stay healthy and live it dry and enjoy your break time. Okay, thank you and see you next time.